Và thưa quý vị, mở đầu là tin Hoa Kỳ và thế giới. Trong lúc người dân Mỹ đang đón ngày lễ lao động, nhiều chuyên gia kinh tế báo động Hoa Kỳ đang thiếu nhân lực và cần có thêm người nhập cư để đủ nhân viên cho nhiều ngành nghề. Sau khi vượt qua nguy hiểm từ đại dịch COVID-19, nhiều ngành nghề ở Hoa Kỳ từ xây dựng đến y tế và thực phẩm đều thiếu người. Có một cách để tạo nhân lực là cho nhập cư vào Hoa Kỳ nhiều hơn. Một số báo cáo cho biết trong tài khoá 2022 có khoảng 2 triệu người đi qua biên giới Hoa Kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là có 2 triệu người nhập cư. Các chuyên gia kinh tế cho biết những nghề thường tuyển người dân nhập cư vẫn còn trống chỗ từ 10 đến 15%. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Theo AP, một chánh án tòa liên bang vào hôm 5 tháng 9 đưa phán quyết theo đó chấp thuận đòi hỏi của các luật sư phía cựu Tổng thống Donald Trump là bổ nhiệm người có nhiệm vụ duyệt xét các tài liệu tịch thu được từ nhà của ông tại Florida vào hồi tháng qua để xem trong số này có những gì là của cá nhân ông hay không. Chánh án Eileen Cannon đưa ra phán quyết này dù có sự phản đối của Bộ Tư pháp, vốn cho rằng không cần có sự can dự của chuyên gia pháp lý bên ngoài vì giới chức chính phủ đã hoàn tất việc duyệt xét những tài liệu có thể được coi là riêng tư của cựu Tổng thống. Trong phán quyết, chánh án Cannon giải thích rằng bà có quyết định này vì có rò rỉ tin tức về những gì tịch thu được ở Mar-a-Lago có thể gây hại cho uy tín của ông Trump và cũng vì trong các tài liệu tịch thu có cả dữ liệu về thuế và sức khỏe của cựu Tổng thống. Hãng tin AFP cho biết Ấn Độ vào hôm 2 tháng 9 đã chính thức ra mắt hàng không mẫu hạm đầu tiên được chế tạo ở trong nước, đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào vũ khí ngoại quốc và chống lại sự bành trướng thế lực của Trung Quốc. INS Vikram, một trong những chiến hạm hải quân lớn nhất thế giới với chiều dài 262 mét, sẽ chính thức đi vào hoạt động sau 17 năm phát triển và thử nghiệm. Hồi tháng trước, New Delhi đã cùng với Washington khuyến cáo về mối nguy an ninh khi nước láng giềng Sri Lanka cho phép một tàu nghiên cứu Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động gián điệp ghé thăm cảng. Ấn Độ và Mỹ đều là thành viên của Quad, một liên minh an ninh tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mục tiêu của Quad là xây dựng đối trọng với thế lực quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Kazakhstan vào ngày 14 tháng 9. Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết vào hôm thứ Hai 5 tháng 9. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói, Chủ tịch Tập sẽ gặp Tổng thống Kazakhstan và ký một số văn kiện song phương. Bắc Kinh, vốn rất ít thông báo trước về các hành động của ông Tập, đã không xác nhận chuyến thăm Kazakhstan của ông và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Ông Tập, người được cho là sẽ tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba tại Đại hội của Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16 tháng 10, đã chưa đi ra khỏi Trung Quốc kể từ khi đất nước này hoàn toàn đóng cửa biên giới với quốc tế để chống dịch COVID vào năm 2020. Chuyển qua các bản tin Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang bị Bộ Công Thương tước giấy phép hoạt động, trong đó có Sài Gòn Petro. Ngoài 7 doanh nghiệp vừa bị tước giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu, thì mới đây Bộ Công Thương đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thêm 5 doanh nghiệp và áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Theo nhiều thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ xăng dầu, việc rút giấy phép kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, tại cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc rút giấy phép kinh doanh có thời hạn không ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu, nguồn cung của cả nước. Ông Diên cho rằng những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm pháp luật thì dứt khoát sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Không thể lấy lý do xử lý các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung, ảnh hưởng đến thị trường. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Bà Bonnie Jenkins, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, sẽ đến Việt Nam vào giữa tuần này. Bộ Ngoại giao Mỹ ra bản thông cáo báo chí nói, bà Bonnie Jenkins lên đường công du ba nước ASEAN, bao gồm Philippines, Việt Nam và Singapore, từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9. Theo bản thông cáo báo chí nói trên, bà Jenkins sẽ đến Việt Nam vào các ngày từ 8 đến 10 tháng 9, sau 3 ngày ở Philippines. Tại Hà Nội, bà sẽ gặp các viên chức cấp cao của nhà nước và các đối tác xã hội dân sự
để thảo luận về vấn đề an ninh hàng không và biên giới, chống phổ biến vũ khí nguyên tử, an toàn sức khỏe toàn cầu, xây dựng lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới, phối hợp nỗ lực bành trướng sự tham dự của phụ nữ trong mọi giai đoạn của lực lượng bảo vệ hòa bình. Trong chuyến đi này, bà cũng tới Quảng Trị thăm những nơi có sự hợp tác tiêu biểu giữa hai nước về rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Bà sẽ quan sát hoạt động khảo sát và dọn phá các loại bom mìn chưa nổ còn sót lại và gặp mặt các phụ nữ tham gia việc rà phá bom mìn. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều ngày 5 tháng 9 đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác với các nước, qua đó đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực. Việt Nam mong Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN và Mỹ và quan hệ đối tác Mekong và Mỹ. Đặc phái viên Kerry tái khẳng định Mỹ nhất quán coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò chủ động, thực chất tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái. Tôi có thể xác nhận Tổng thống Biden đang rất muốn thăm Việt Nam, nhưng vẫn chưa có ngày cụ thể được lên lịch. Đặc phái viên John Kerry trả lời trong cuộc phỏng vấn hẹp với báo chí Việt Nam vào sáng ngày 5 tháng 9. Ông Kerry, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Tổng thống Biden hiện đang khá bận rộn với các vấn đề nóng như xung đột ở Ukraine và căng thẳng với Trung Quốc nên chưa thể sắp xếp sang Việt Nam. Ông ấy phải rất tập trung cho những vấn đề này, nhưng tôi biết Tổng thống rất muốn sang thăm Việt Nam. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ nói, Việt Nam và Mỹ đang phối hợp thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden trong năm 2022. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoai Cát xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.